tục với nơi dung phim thần mộ. Vào một buổi đêm tĩnh lặng trong hoàng cung, thần nam và đồng đồng đang tới tầm cung của Sở Ngọc đưa cho nàng ta trang sách cuối cùng mà hắn đã dịch xong thì vô tình thấy Sở Ngọc cùng với cung nữ đang cầm trên tay một món đồ bí mật đi đâu đó. Hắn ta liền bí mật bám theo. Thì ra Sở Ngọc tới gặp hoàng thượng, trùng hợp thay, trung công chúa, Nguyệt Hạ và Hòa Tiền cũng đang ở đó. Sở Ngọc nôn nóng muốn vào trong, vậy nhưng lại bị trường công chúa lấy lý do dạo gần đây sức khỏe của phụ hoàng không được tốt nên ngăn cản không cho nàng ta gặp. Vừa hay, Sở Ngọc cũng đem Liệt Hỏa Tiên Liên tới dâng đến cho phụ hoàng dưỡng thể, vậy nhưng trường công chúa lại nói, cho dù nàng có dâng tiên liên lên thì bệ hạ cũng sẽ không hủy hôn ước với Tư Mã Lăng Không. Thật là công chúa sau khi kết hôn với Tư Mã Lăng Không, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Đáng thương cho Sở Ngọc, bị ép gả cho một người không có chút tình cảm. Tuy nhiên, với thân phận là công chúa, sinh ra trong nhà đế vương, mọi chuyện đều thần bất do kỷ, chứ nói gì tới tình cảm. Sở Ngọc tức giận cái lại lời tỉ tỉ, hoàng tỷ của mình là thành nữ, may mắn không phải cưới gả, đương nhiên là có thể nói những lời như thế được. Vậy nhưng nàng chưa từng tu luyện tuyệt tình đạo, không thể trở thành người máu lạnh vô tình như hoàng tỷ được. Trường công chúa tức giận liền tát Sở Ngọc vì dám hỗn xược. Nàng ta tức giận bỏ đi. Hoàng thượng ở trong tầm cung bước ra, ông ta ở trong cung hóa ra cũng đã nghe được hết câu chuyện rồi. Ông ta tự trách mình vô dụng, cho các con của mình hưởng được vinh hoa vậy nhưng không thể cho bọn họ sự tự do. Đúng là thế gian khó có chuyện gì toàn vẹn cả. Trường công chúa dâng Liệt Hỏa Tiên Liên mà Sở Ngọc đã hái về cho ông ta. Tình hình sức khỏe của ông ta có vẻ nặng, không còn trụ được bao lâu nữa. Vậy nhưng lại không muốn để cho Sở Ngọc lẫn người ngoài biết vì bây giờ, cả bên ngoài lẫn bên trong khắp nơi đều đang hỗn loạn cả lên. Khoảng thời gian gần đây, từ khi thần nam nhập cung cùng với Sở Ngọc, thì hai người họ ngày càng thân thiết với nhau. Điều này khiến cho Tư Mã Gia bất mãn. Trường công chúa và hoàng thượng cứ tưởng sau khi đem thần nam về sẽ giúp ích được cho Đông Trử Quốc. Vậy nhưng nào ngờ, hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Nếu không có tác dụng thì phải giết chết hắn. Nàng ta nghĩ ra kế hoạch, viện cớ là đã phái thần nam ra làm quan ngoài kinh, nhằm mục đích chia cắt hắn với Sở Ngọc. Tất cả những lời này đã bị thần nam nghe được. Đúng là lòng người khó đoán, vạn năm không đổi. Bọn họ đã bất nhân thì cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Hắn quyết định ăn cắp hậu nghệ cung rồi cao chạy xa bay. Chỉ có điều, hậu nghệ cung bây giờ đang được hai tên ma pháp sư cảnh gác. Thần nam bèn nghĩ ra chiêu để đối phó với bọn chúng. Chứ một mình cân hai thì chắc chắn không thể thắng nổi. Hắn làm ra đám cháy để dụ hai tên đó ra ngoài. Một tên đứng dậy muốn ra ngoài dập lửa. Ngày qua ngày, năm qua năm, cứ phải ngồi trong cái phòng này khiến hắn thấy bị bức chán nản lắm rồi. Nhân cơ hội này được ra ngoài đổi tí gió trời thì còn gì bằng. Đông Đông ở trên mái nhà ném viên gạch xuống dụ thủy pháp sư lên trên, còn thần nam nhà khói nghi ngút vào bên trong biệt phủ, do đánh cắp hầu nghệ cung một cách dễ dàng. Đêm dài không trăng, Nguyệt Hạ và Hoa Tiên đang chuẩn bị kế hoạch giết thần nam theo lệnh của trường công chúa, vậy nhưng lại bị Sở Ngọc phát hiện. Hai người bọn họ đành khai gian vậy nhưng vẫn không giấu được. Thần nam bây giờ đã có hầu nghệ cung trong tay, hắn quyết định sẽ đem thần binh chạy khỏi hoàng cung trong đêm này. Vừa chuẩn bị để mở cửa thì nghe thấy có tiếng bước chân, hắn vội vàng đem hậu nghệ cung giấu vào trong tủ rồi leo lên trên ghế ngồi như chưa có chuyện gì. Cứ tưởng ai, hóa ra lại là Sở Ngọc. Nàng ta bảo hắn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi hoàng cung. Vì muốn cứu cái mạng quen của thần nam nên tới để cứu hắn. Chỉ có điều nàng lại không dám nói ra người giết thần nam chính là hoàng tỷ của mình. Không cần Sở Ngọc kể thì thần nam cũng đã biết người đó chính là trường công chúa rồi. Hắn chỉ muốn họ để xác nhận mà thôi. Sở Ngọc định mở cánh cửa tù ban nãy mà thần nam cất hậu nghệ cung, vậy nhưng hắn đã kịp thời giữ tay nàng ta lại. Hắn bảo Sở Ngọc đi ra ngoài đợi hắn soát đồ xong rồi ra. Thấy thần nam cứ lề mà lề mề như vậy khiến Sở Ngọc sinh nghi. Vô tình Sở Ngọc quay sang nói không cần thu dọn đâu thì thấy hắn đang bỏ hậu nghệ cung vào trong hộp cất. Thảo nào lúc Sở Ngọc ra khỏi cửa thì đã thấy đám vệ binh đang đi tìm kiếm khắp nơi. Hóa ra là đang tìm kiếm tên đạo tặc. Tới đây thì hắn cũng không muốn giấu giếm nữa. Nếu nàng muốn cáo trạng hắn thì cứ việc. Trường công chúa muốn giết hắn, không có tội cũng chết mà có tội cũng chết. Đã vậy thì hắn cũng chẳng ngại gì cái danh ăn trộm cỏ. Sở Ngọc không ngờ rằng hắn đã biết hết mọi chuyện rồi, nàng ta còn muốn bắt lại cũng không được. Để thần nam đi một mình cũng không được, nên quyết định sẽ đi cùng với hắn. Mục đích của nàng cơ bản là muốn đào hồn. Sau khi rời khỏi hoàng cung thì đường ai nấy đi. Hắn thấy nếu đã như vậy thì đường ai nấy đi từ bây giờ luôn, sao phải đợi ra hoàng cung rồi mới đi. Sở Ngọc nghe vậy, lại bày chiêu trò lý lẽ, đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Những lúc như thế này thì không nên tranh chấp nội bộ. Nếu hắn không đồng ý thì nàng sẽ gọi người tới. Rất nhanh, tin tức hầu nghệ cung bị đánh cắp cũng tới tai trường công chúa. Lần này đã là lần thứ N mà hai tên trưởng lão đó thất trách làm mất hậu nghệ cung. Đột nhiên, Hoa Tiên và Nguyệt Hạ tới cầu khiến. Đáng lẽ giờ này hai người họ phải ở bên Sở Ngọc mới đúng. Vậy nhưng vì bị nàng ta ép khai ra chuyện trường công chúa muốn giết thần nam, vậy nên nàng ta đã đi tìm hắn, nói muốn cùng nhau rời khỏi cùng.
Thấy vậy, trường công chúa bèn hạ lệnh đến phủ kỵ sĩ để ngăn cản. Vừa đi vừa tranh luận tốn bao nhiêu thời gian, cho nên hai người nhanh chóng bị phát hiện. Từ Mã La không đem thủ hạ của hắn tới phủ kỵ sĩ, gã ta cho biết bản thân mình sớm nghi ngờ tên Eo La Thần Nam có vấn đề rồi. Gã nghe tin Thần Nam lén lút ra khỏi phòng hồi lâu mà vẫn chưa trở về. Từ Mã La không cảm thấy có bất thường nên lập tức chạy tới đây. Không ngờ rằng Sở Ngọc lại muốn cùng kẻ trộm thần cung này bỏ trốn. Sở Ngọc không nhịn được nữa liền cãi lại. Nàng tha từ thân phận công chúa này, chứ không thành hôn với Từ Mã Lăng không. Nghe được những lời này, Từ Mã Lăng không tức tới xanh cả mặt. Mà pháp sư xung quanh ai nấy đều bàn tán xôn xao, chẳng biết Thần Nam có chút tài cán gì mà lại lừa được công chúa về phe mình một cách trắng trợn như vậy. Từ Mã Lăng không lấy cớ Thần Nam ăn cắp bảo vật, mê hoặc công chúa, tội danh này phải chém đầu. Nói rồi gã liền lao lên tấn công. Thần Nam cũng chuẩn bị sẵn sàng đánh trả lại, vậy nhưng Sở Ngọc đã lao ra đỡ đòn. Hành động này khiến nàng bị thương, một giọt máu của nàng vô tình bắn lên mặt của Thần Nam. Hắn không ngờ rằng vị công chúa ngang bướng này lại sẵn sàng hy sinh vì mình. Điều này khiến hắn hồi tưởng lại quá khứ, hắn nhớ tới một vị nữ tử là Vũ Hình, cũng là đạo lữ của hắn. Vì bảo vệ Thần Nam mà Vũ Hình không tiếc hy sinh tính mạng của mình, bây giờ Sở Ngọc cũng gần giống như vậy. Đối với Tư Mã Lăng Không, đây là sự đả kích rất lớn. Vị hồn phu không những thoái hôn bỏ nhà theo người khác, ấy vậy mà bây giờ còn sẵn sàng đổ máu để bảo vệ Thần Nam nữa. Muốn chấm dứt chuyện này, cách duy nhất là giết chết Thần Nam mà thôi. Từ Mã Lăng Không gọi ra thôn thiên của hắn tấn công, cấp bậc của nó là tam giai, Sở Ngọc không thể nào đánh lại được. Nàng quay lại nhắc nhở, bản thân sẽ cố gắng cầm cự, sau đó hai người chia hai hướng bỏ chạy. Rất nhanh, thôn thiên cũng từ trên trời lao xuống. Đúng lúc nguy cấp, một mũi tên bất ngờ được bắn ra, trực tiếp tiễn con thôn thiên kia xuống đất mẹ. Điều này làm cho cả đám người xem há mồm kinh ngạc. Từ Mã Lăng Không cũng không thể ngờ được rằng tên kia lại có năng lực mạnh tới như vậy. Bây giờ ván bài đã lật ngửa, Thần Nam không còn gì sợ nữa. Hắn ta ngang nhiên bước đi mà không sợ bị ai cản đường.